Tại sao bạn cần phải đeo mặt nạ chết tiệt? Đi dạo hay ghé thăm bất kỳ nơi cơ sở mở cửa hoặc nơi công cộng nào, bạn sẽ ghi nhận một hiện tượng khó hiểu, người không đeo mặt nạ. Có một đại dịch, hàng chục ngàn người Mỹ đã chết vì COVID-19, một căn bệnh lây lan do những tia nước miếng, nước mũi của người nhiễm bệnh bắn ra. Khi họ nói hoặc ho, và ngay cả khi họ biểu hiện có triệu chứng hay không, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ khuyến cáo tất cả mọi người nên che mặt bằng vải ở nơi công cộng, đặc biệt là nơi có mức độ lây truyền cao từ cộng đồng, đó là khi nguồn lây nhiễm không biết rõ. Tôi sống ở California, nơi có gần 60.000 người đã bị nhiễm bệnh trên khắp cả nước. Có 1.2 triệu người Mỹ đã thử nghiệm có dương tính với COVID-19, với hơn 73.000 sinh mạng bị mất đi và dự đoán cho tương lai có một đợt bệnh gia tăng cao khác vào mùa thu, thực sự rất nghiệt ngã. Trong khi đó, các bệnh viện và nhân viên của họ thì sức chịu đựng đã lên đến cực điểm do việc chăm sóc người bệnh với nhân viên y tế làm việc nhiều tuần không có ngày nghỉ để thư giãn, chịu rủi ro cho mạng sống của chính họ và của gia đình họ. Vậy mà rất nhiều người chối từ chấp hành sự cảnh báo một cách nghiêm túc để bảo vệ bản thân và những người khác bằng cách không đeo mặt nạ ở nơi công cộng. Thật khó để xác định có bao nhiêu người trong chúng ta không biết gì và bất cần có thể là một nửa trong số những người ra ngoài một phần ba một số phần khác nhưng chắc chắn là quá nhiều sự thiếu đồng cảm nghe như chói tai chúng ta cần một sự thay đổi chúng ta cần các nhà lãnh đạo của chúng ta tất cả họ làm ra một thông điệp lớn và rõ ràng nếu bạn ra khỏi nhà bạn thông báo sẽ nói bạn phải đeo mặt nạ điều đó cũng có nghĩa là các chủ nhân cũng bắt buộc các công nhân phải đeo mặt nạ họ có muốn bệnh tật lây lan giảm bớt họ có muốn nền thương mại và nền kinh tế cuối cùng sẽ quay trở lại hay không mặt nạ của bất kỳ loại nào không phải là rào cản hoàn hảo cho bệnh truyền nhiễm mang một cái mặt nạ không mang lại sự bảo vệ đầy đủ và không nên được coi là một cách an toàn dễ dàng để tương tác. Nhưng các chuyên gia thông báo rằng đeo mặt nạ sẽ giúp bảo vệ chống lây truyền do những người có mang mầm bệnh mà không có triệu chứng. Và lưu ý rằng dữ liệu cho thấy theo Robert Redfield, giám đốc CDC và một số những người khác cho là có thể có một trong bốn người bị nhiễm COVID-19 thực sự mà không có triệu chứng và cũng không biết về sự đang lây truyền bệnh của họ hãy thận trọng hãy tử tế người ta có thể nghĩ rằng phản ứng của chính phủ đối với virus là phản ứng thái quá và vẫn đeo mặt nạ đề phòng trường hợp bạn có thể khiến ai đó bị bệnh đó là thực tế đeo mặt nạ là cồng kềnh nóng và khó chịu nhưng nó có thể cứu sống và làm giảm bớt gánh nặng cho những bác sĩ và y tá phải đối mặt với nỗi đau và chịu đựng, không thể kể xiết trên tuyến đầu. Hy sinh cá nhân vì lợi ích cộng đồng không phải lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu của người Mỹ. Chúng ta có một nền văn hóa cá nhân và về bản chất, chúng ta có thể thấy khó khăn hơn trong việc đồng cảm với người khác khi quyền tự do và sự tự do của chúng ta cảm thấy như đang sắp bị tước đoạt có sự phản kháng trong việc cho phép chính phủ hoặc bất kỳ ai khác bước ra và yêu cầu hoặc thậm chí thúc giục mạnh mẽ người mỹ phải che mặt nhưng chắc chắn tất cả chúng ta đều có thể hiểu rằng đôi khi các quy luật được đưa ra là để bảo vệ chính chúng ta hoặc để tránh sự đau khổ của cộng đồng chúng ta yêu cầu tài xế phải thắt dây an toàn để bảo vệ hành khách và để giảm thiểu khả năng chấn thương nghiêm trọng những thương tích đó không chỉ ảnh hưởng đến người lái xe mà cả nhân viên phòng cấp cứu và thậm chí cả người nộp thuế qua việc trợ cấp khuyết tật và thất nghiệp luật pháp yêu cầu trẻ em phải tiêm vaccine không chỉ vì lợi ích của trẻ mà còn duy trì khả năng miễn dịch bày đàn cho tất cả chúng ta. Chúng ta không có vaccine cho COVID-19, nhưng tất cả chúng ta có thể giúp đỡ cho đến khi chúng ta có vaccine. Chúng ta biết về mặt nạ. Trở lại vào đầu những năm 1990, khi tôi còn là một nhân viên công tác xã hội nội trú trong đơn vị HIV-AIDS tại Bệnh viện colombia. Presbyterian ở thành phố New York. Bệnh S vẫn là một bản án tử hình, do đó tất cả mọi nhân viên và khách thăm viếng đều thực hiện các biện pháp phòng ngừa phổ quát để tránh lây truyền cho tất cả bệnh nhân. Sự khôn ngoan phổ biến lúc đó và bây giờ là khi không thể đánh giá bằng cách Xem ai đó có thể bị nhiễm bệnh hay không, hãy đeo găng tay và đeo mặt nạ. Chúng tôi bảo vệ chính mình. Đúng vậy, đeo găng tay thật khó chịu, nhưng bị nhiễm HIV thì cũng khó chịu vậy. Các biện pháp phòng ngừa phổ quát của chúng ta cho COVID-19 ở đâu? Đeo mặt nạ ở nơi công cộng là một hành động tôn trọng người khác của bạn. Đây là loại đồng cảm mà tôi cố gắng dạy con. Những đứa con của chúng ta đang nhìn xem người lớn thông qua đại dịch này và chúng đang học được rất nhiều bài học dù chủ ý và không chủ ý tôi muốn các con tôi hiểu rằng việc bất tiện một chút vì lợi ích lớn hơn không chỉ đúng mà còn là một mệnh lệnh đạo đức đó là cách chúng ta xoay sở để sống chung với nhau trong sự an toàn tương đối trong xã hội không cần phải suy nghĩ chỉ cần đeo mặt nạ chết tiệt vào. Catherine Perman là một nhân viên xã hội lâm sàng, phó giáo sư tại Đại học Brandman